Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc phụ huynh của trường mầm non Việt Úc ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phản ánh về việc con mình bị cô giáo tác động trong lớp học, bà Hà Kim Thoa, chủ tịch hội đồng trường và Nguyễn Thanh Thanh, hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin về vụ việc trên là hoàn toàn đúng sự thật. Bà Nguyễn Thanh Thanh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an và phụ huynh để làm rõ mọi vấn đề liên quan. Bà Thanh thông tin, theo quy định, phân công của nhà trường thì mỗi lớp có hai cô giáo. Trưa 26 tháng 4, bà ngoại của cô giáo trung lớp với cô Cao Quỳnh Như mất, nên cô giáo kia xin về lo hậu sự. Trong lớp chỉ còn lại cô Cao Quỳnh Như vào giờ ngủ trưa của trẻ. Đến đầu giờ chiều, nhà trường đã phân công một cô giáo khác hỗ trợ cô Như. Đáng tiếc sự việc xảy ra vào giờ ngủ trưa của trẻ, trong lớp chỉ có mình cô Như. Bà Thanh nói, hội đồng trường và ban giám hiệu nhận trách nhiệm thiếu sót trong giám sát, quản lý giáo viên, lớp học đã để xảy ra trường hợp đáng tiếc. Phía nhà trường đã có cuộc họp với toàn bộ giáo viên của trường để nhắc nhở chấn trình. Nhà trường cũng đã thay đổi hệ thống camera hiện đại hơn, tự động nhận diện hành vi để phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Còn bà Hà Kim Thoa thông tin về phía cô Cao Quỳnh Như đã có đơn xin nghỉ việc và được phía nhà trường giải quyết, thực hiện các thủ tục liên quan. Cô Như đã công tác tại trường được 5 năm, phía nhà trường rất đáng tiếc vì sự việc xảy ra và đang phối hợp với cơ quan công an cũng như phía phụ huynh để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ở một diễn biến khác, nhà chị Trương Ngọc Bảo Uyên, phụ huynh cháu HDK, cháu bé bị cô Cao Quỳnh Như tác động, bị hai đối tượng ném chất bẩn vào cửa nhà, khiến gia đình lo sợ. Bà Hà Kim Thoa khẳng định trường mầm non Việt Úc không liên quan đến hai thanh niên đến nhà của cháu ca yêu cầu gia đình rút đơn và vụ việc ném chất bẩn vào nhà cháu ca. Nhà trường cũng đã chủ động thông tin đến cơ quan công an khi biết sự việc. Hiện vụ việc đang được công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị xác minh điều tra xử lý. Chị Trương Ngọc Bảo Uyên, phụ huynh cháu HDK cho biết cơ quan công an đã mời chị làm việc và cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến các vụ việc. Hiện vết thương trên mặt cháu Ca đã lành nhưng cháu vẫn bị rối loạn hoảng sợ. Gia đình vẫn cho cháu Ca nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe. Chị Uyên chia sẻ: "Gia đình chúng tôi mong muốn vụ việc được điều tra sáng tỏ, xử lý trách nhiệm những người có liên quan, không để tình trạng trẻ bị bạo hành tại trường học tiếp tục xảy ra." Trước đó báo công an nhân dân đã có bài viết phản ánh việc cháu HDK, sinh năm 2019, học lớp trồi 3 trường mầm non Việt Úc bị cô giáo tác động trong lớp học sau khi gia đình có trình báo đến cơ quan chức năng thì có hai người đàn ông có nhiều hình xăm trổ xuất hiện tại nhà đề nghị phía gia đình rút đơn gửi đến cơ quan công an cũng như các cơ quan chức năng